Chạy dây cái gò này thì có bị dắt lại xe chạy tới tối mới tới này à, anh giờ tới tối luôn. Chuẩn bị mấy anh em xì lặn đêm nay, xì lặn ở tại nơi này nha, để tôi xem có hải sản gì mới mi về nhiều hay không. Rồi, đêm nay là đêm thứ 3 của anh lặn tại đảo Lý Hóp. Ở cách đảo Phú Quý tầm 380 hải lý. Ồ, khá là xa luôn ha. Thì của anh bây giờ cũng đã đẹp dàng rồi. Tới cái điểm này thì xá lại xe. Khi của anh neo đầu thì ở đảo Lý Bắc, còn ở đảo này là đảo Lý Hóp. Của anh mấy anh em quên chạy dây đài nha. Rồi bây giờ thì quên xin mời quý chú anh chị đi xem hải sản cùng với mấy anh em quên nha. Mới đầu tiên xuống thì Quỳnh đã phát hiện một con cá mó. Đây là một con cá mó vàng, cũng có một cái tên mấy anh em gọi là cá mó đẹp gái. Còn là cá mó này thì nó thường hay nịp ở dưới cái kẻ đáy như thế này lắm. Đây là một con cá nót. Loại cá nót này thì nó thường hay ở trong cạn, ở ngoài sâu thì khá là ít, ở trong cạn thì nói chung là nhiều đó. Những các con cái nót này thì nó không có chạy đi đâu đâu, nó cù rũ như thế này à. Cái nót này thì quên bán thì tầm bán dê tầm 500.000 một ký, dê khô nó được tiền luôn. Đây là một con ốc khoai. Con ốc khoai này thì cũng bị là to đó. Loại ốc khoai này thì quên bán tầm 35.000 một ký bán vỏ, còn ruột thì sẽ chưa về. Ở phía xe thì quên để phát hiện một con hải quỳ. Đây là một con hải quỳ thẻm xanh. Những cái con hải quỳ này có rất là nhiều là màu đẹp lắm, đủ là màu luôn, bảy sắc màu luôn, màu gì cũng có, rất là đẹp luôn. Những cái con hải quỳ này thì có những con kế kiển Nemo, nó thường hay ở á. Phát hiện một con hạ sam gai. Đây là một con hải sam gai tại trường xe. Trường xe thì đem về Phú Quý bán thì tầm 60 đến 65 nghìn một con. Còn quanh lại ở đá Phú Quý thì tầm 44 đến 45 nghìn một con thôi. Tại khu vực trường xe thì con này con lái thì khá là to. Tiếp tục quanh phát hiện một con hải sam gai thứ hai. Con cái con này cũng hơi bé một tí ha, nhưng giá tiền cũng đồng nhau thôi. Thêm là một con thứ ba hạ sam ga. Những cái con hạ sam ga này thì nếu mà nhỏ quá thì thương lái sẽ cặp vào hai con ha, cặp vào hai con sẽ thành một con. Ở cái dưới tảng đá này thì quên phát hiện hai con ké này. Ké này thì có một cái tên gọi đó là ké dìa lê mít. Những cái con ké này thì nó sẽ ở cặp ha, nên quên sẽ không bắt đâu. Nhìn đẻ ghê chưa. Nhưng thôi, Quỳnh không có bắt. Tại vì thương lái mua cũng khá là dễ. Tiếp theo là anh Ba đã phát hiện một con
cái mặt quỷ này. Đây, các con cái mặt quỷ này cũng có vi lệch lắng ghê chưa. Những loại cái mặt quỷ này nó thường hay ở nhiều đa dạng lắm, dạng gì nó cũng ở. Nó hình dạng như cái cục đá vậy, rất khó để thấy nó. Là cái mặt quỷ này thì quanh bán thì tầm 700 đến 800 nghìn một ký. Con này thì quanh đồ đó thì tầm 1 kg. Tiếp tục quanh để phát hiện một con ốc khoe nữa nè. Ồ là ốc khoe nè, nó hình dung cũng như đế vậy ha. Mà quanh cũng dễ thấy lắm. Tại vì nó có cái mũi nhô lên á, như cái nón lé vậy. Rồi tới thì thấy ngay. Ồ, sư tiện đấy này thì quanh đã phát hiện một con cá. Đây là một con cá máu vàng nữa. Là cái máu vàng này nó thường hay ngủ rất là kỹ. Tiếp tục chỗ này thì em của quanh để nháy đèn quanh lại, phát hiện một con cá mặt quỷ. Đây, cái con này cũng có vi lệch to, hơn tầm hơn 1 kg. Những cái con cái mặt quỷ này thì nó có rất là nhiều là màu luôn, đa dạng lắm. Những hở thấy dạng màu gì thì nó sẽ biến thành màu đó để ở, hoặc là có khi thì nó sẽ thành màu đỏ, rất là đẹp luôn. Đây này, con này thì quên sẽ khều nó ra nha. Con này thì ở trong bụng khá là to luôn ha. Nhìn tướng bơ kỳ lạ ghê chưa. Đó, cuối cùng thì nó cũng đã che rồi nè. Mấy anh em quên bắt thì sẽ bắt hai cái cánh nó nha, chứ không có bắt ít lên đâu. Ở trên là cái hàng gai rất là cực độ luôn. Làm mua một cái thì khó nói, nhất tệ đến cơ thể của con người luôn, rất là độ luôn. Tiếp tục quên để phát hiện một con hải sâm gai. Là hải sâm gai này thì sau khi nước ấm á, thì sẽ nó xịt lỗ, còn nước lạnh thì rất là ít. Tại vì đến chiếc thứ 2, chiếc thứ 3 thì mấy anh em quên sẽ có vẻ lại bắt ở hải sâm gai. Còn mùa lạnh này thì sẽ rất là ít luôn. Tiếp tục chỗ này thì quên cũng phát hiện thêm một con ốc khoe nữa nè. Lỗ khoe này thì quên lấy cái ruột ăn á, thì khỏi nói ăn rất là ngon luôn. Chấm thêm nước mắm mấy anh em quên làm á, thì ôi ăn nhức nách luôn á. Ồ, chỗ này thì phát hiện thêm một con nữa nè. Đây, chỗ này thì 2 con nha. Ồ, để ghê chưa. Phát hiện một con tôm vỗ. Tôm này thì có một cái tên gọi là tôm mũi ni. Tôm này cũng rất là dễ bắt luôn cái nhỉ. Đây cua chỉ còn lấy cái tay về cầm cái đuôi nó thì nó sẽ không chạy được nữa đâu. Rồi đẹp ghê chưa. Đấy, tôm vỗ này thì ăn rất là ngon luôn. Đây là một con sao bí ngô. Là sao bí ngô này nó cũng có rất là nhiều loại màu luôn. Con này là một con màu đỏ, có màu nhiều lắm, màu tím, màu vàng, màu xanh, màu nâu gì cũng có, rất là đẹp luôn. Đây là bí ngô này thì mấy anh em quên không có bắt, tại vì thương lái không có mua nên rất là nhiều. Chỗ này anh bè của quân để phát hiện một con cá bò dép. Đây, anh bè đang có thả tay về bắt này. Là cái bò dép này nó thường hay nép ở những cái chỗ hẹp lắm. Tại vì nó nép vào đây chỉ có
cứng ngay. Sau khi nó dài thì nó sẽ lùi về. Con này thì mấy anh em quân để phát hiện về sẽ bắt nha. Loại kéo vào dết thì mấy anh em quân bắt rất là dễ, chỉ cầm cái đuôi về lấy dê thôi. Rồi, chỗ này thì anh bè của quân đang có định lấy cái đuôi dê này. Đây cuối cùng của nó cũng để chui vậy. Ôi nó chạy kìa. Ôi chạy mất. Để đó thấy rồi. Nó giật mình hay sao á, nó chạy những cái con bò dép thì nó chạy nó không có chạy xe đâu. Nó chạy mắt ánh đèn nó sẽ đứng lại. Đây là quên để phát hiện nó rồi. Là cái bò dép này thì nó ngủ ban đêm rất là dễ bắt luôn. Là chỉ cầm nhẹ thôi. Rồi, cũng để được rồi. Sau khi được thì nó giải rùa rất là mạnh. Loại bò dép này thì mấy anh em quân bán thì tầm 300 đến 250 nghìn một ký. Tiếp tục em của quân để phát hiện thêm một con cá bò dép nữa nè. Và hiện tại em của quân đang chờ quân tới về lấy cái vật xuống để bỏ nó về. Ôi cái con này to ghê chưa. Con này thì quân đồ đó thì tầm 3 ký. Có được tiền luôn. Để quân sẽ lấy cái vật xuống. Trong tàn đế này thì quân cũng đã phát hiện một con cá. Và quân cũng đã săn được nó rồi. Để quân sẽ lấy xe. Ô nó cứng ghê chưa. Quân nói về không được luôn nè. Có vẻ con này khá là to đó. Đó con cái này thì là cái hồng chìa nha cái nhỉ. Rồi cái hồng chìa này thì rất là khó để chìa nó, tại vì nó thường hay ở trong hàng đế chu que chu lọ rất là khó bắt nó. Đó, bây giờ quân hiện tại quân cũng đã chìa được nó rồi. Loại cái hồng chìa này thì quân bán thì tầm 30 đến 35 nghìn một ký. Cái đèo Lý Hấp này thì tính ra cũng có ốc que chứ. Nãy giờ quên đi thì lượm cũng khá là nhiều đó. Tiếp tục chỗ này thì anh Bê cũng đã phát hiện thêm một con cá bò dép nữa nè. Hiện tại anh Bê đang có chờ bắt nó nha. Đây. Đó đi, tự nhiên nó chui dê luôn nè. Ồ cái con này thì có vẻ rất là dễ bắt luôn. Ồ nó chạy mạnh ghê chưa. Thôi nó chưa ghé bờ dép thì khó nói. Lụa lên làm mắm đông và có thêm ít cá bánh tráng nữa cuốn thì khó chê những cái nách. Ở trong vợt thì anh Bê cũng để được một con nữa nè. Thành ra là anh Bê đã được 2 con kéo vào chết rồi. Quét tuyệt vời luôn.
Ồ, giữa tiền đế này thì Quân phát hiện một con cá mó cực đẹp luôn nè. Cái mó này thì có cá tên gọi là cái mó sang kỳ. Là cái mó này cũng như là cái mó vẹt. Ồ, nhìn đẹp ghê chưa. Con này to đó. Con này có bị quân độ tầm 2kg. Rất là to luôn. Đây, nó nằm kiểu này nè kìa nha. Mà anh em để săn được một con cá. Đây là một con cá bọc mồng. Loại cá bọc mồng này thì tại khu vực Trường Sa thì họ nói nhiều lắm. Thì mấy anh em gặp con nào ú bè béo thì sẽ bắt thôi. Còn có chứ không có bắt bảy bè đâu. Tại vì thương lái không có mua. Mua rất là thấp nên mấy anh em buồn không có bắt. Chỉ gặp con nào ú bè béo lên ghe để ăn thôi. Quên để phát hiện một con tôm vỗ. Ô, lạ tôm vỗ này thì nó sẽ nằm như thế này nha. Đó, nó sẽ bám vào những các cục đá và nó sẽ úp lên. Tiếp tục mấy anh em để phát hiện thêm một con cá bò dép nữa nè. Ờ có vị thì cái đêm nay thì có vị mấy anh em để được bội thu cá bò dép ha. Nãy giờ chắc cũng quên đồ tầm đâu đó 6-7 con rồi đó. Chỗ này em cũng quên đang có thọ tay về bắt này. Là bò dép này chỉ còn lấy cái đuôi về giúp kia thôi. Đây, cuối cùng nó cũng để chịu chua dê rồi nè. Phải lát từ từ dê nha. Đây, nếu giải cầm mạnh thì nó sẽ giật mình, nó sẽ chạy. Rồi, ủa nó chạy kìa. Quên mày mày quên lấy cái chân về kêu nó lại. Cho nó khó chạy. Những cái con bò dép này thì mấy anh em quên sẽ nâng niu về bắt xe nha. Chứ không có giật mạnh kéo dê đâu. Nếu giật mạnh kéo dê thì nó sẽ giật mình. Nó chạy rất là tiếc luôn. Bây giờ thì Quân sẽ bỏ kéo về vợt. Ô, em của Quân cũng để được thêm một con nữa nè. Ô, con này cũng có to đó. Ô, hạ con luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Chỗ này mấy anh em để săn được một con cá to. Wow, con này to ghê chưa. Đây là một con cá hồng chuối. Loài hồng chuối này thì nó không có chạy ra ngoài đâu. Ban đêm, ban đêm thì nó sẽ chui vào trong bồn. Nó sẽ nấp rất là kỹ luôn. Mấy anh em quên phải lừa chờ nó ló cái đầu dê sẽ săn. Đây, mấy anh em cũng để săn được nó rồi. Con này thì con đồ đó thì tầm 4-5kg á. Rất là to. Wow, nhìn đó ghê ha. Đây. Quên đo quên với con cá luôn nè. Rất là to luôn. Nhìn quên thôi chứ giờ mà tới con cá thì cũng đã thấy to rồi. Ô, lại thêm là một con cá to nữa. Đây là một con cá hồng chữ. Con kia là hồng chuối. Đây là con cá hồng chữ. Wow, to ghê chưa. Ô, con này thì to hơn con trước luôn á. Ô, cá hồng chữ này thì ăn rất là ngon và béo. Cái này thì sau khi mấy anh em quên lặn biển á, tầm còn cỡ một đêm hai đêm nữa thì mấy anh em quên sẽ lái về để ăn. Rất là ngon cực kỳ luôn.
Loài cá hồng chữ này thì quanh bán thì tầm 30.000 một ký. Wow, con này to đó. Con này thì quanh đồ đó tầm 5-6 ký luôn á. Rất là to. Đây, đồng mình của quanh luôn nè. Rồi, cuối cùng cũng để tới giờ mai anh em của anh lên đi. Sau khi lên thì Dường sẽ thẻ cái đế này xuống để mai anh em của anh lên. Rồi bây giờ thì quân xin mời cứ chú anh chị lên xem hạt sẻ cùng với mai anh em của anh nha. Anh em đang vừa lên này canh giờ cũng khoảng 2:30 rồi, 2:30 sáng rồi. Kế thì anh em kế lấy lên rồi nha. Bây giờ sẽ đổ kế gì? Kế của anh em mới đổ đây nha. Em sẽ vào cái vụ ha. Ô, có những con cá vào mùng này. Mà anh em tại khu vực đường xe thì gặp con nào ú hoặc là béo sẽ chĩa lên nha, chứ không chĩa tài lao đâu. Nó rất là nhiều luôn. Tại khu vực đường xe thì khó nói. Vào mùng tại thương lái không có mua á, nên mà anh em không có bắt, chỉ bắt mấy con ú về béo lên ăn thôi. À, wow, có một con hồng chữ thật là to luôn này. Hồng chữ này thì ôi về nó lỗ thì khó chơi. Ăn nhất cái nắp luôn á. Đây, một con hồng chuối nữa nè. Wow, con này con nói to rồi chưa? Mấy con này thì con đồ tầm đâu đó 5 ký á. Rất là to. Đây. Cá hồng của nó này. To ghê chưa? Rồi, bây giờ thì mấy anh em sẽ vào kéo vô ha. Cái vòng mông thì mấy anh em sẽ cắt cái đuôi vậy nha. Nếu không thì bén lắm, cái đuôi bén lắm. Đây. Chuôi này nó nè phải một cái lề tới xương luôn cái nè. Rất là bén luôn, như cái dao vậy. Kế thì mấy anh em được tầm khoảng 2 vợt nha. Hải sản thì một đêm mấy anh em được 5 con cá bò dép nha. Đây. Tôm mỗi đêm của mấy anh em thì được 2 con cái mặt quỷ và 5 con tôm vỗ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video của Quân. Xin hãy cho Quân một like.
về bộ đăng ký để quân có đủ lực để xem video chiều hôm cho các anh xem nha. Rồi bây giờ thì bye bye.